Hoan hỷ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình là tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ bảy ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Nhâm Thìn tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh, trường lưu thủy, ngày Nhâm Thìn, tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, trường lưu thủy, kỷ tuổi, bính tuất, giáp tuất, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý, bính thân, Mậu Ngọ thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày Thìn, lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và thân, thành thủy cục, xung với tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt gồm có sao Thiên Quan tốt mọi việc, sao Phúc Sinh tốt mọi việc, sao Cát Khánh tốt mọi việc, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Nguyệt Hư hay còn gọi là sao Nguyệt Sát xấu đối với giá thú, mở cửa, mở hàng, sao Trùng Phục kỵ về giá thú, an táng, sao Tứ Thời cô quả kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng chính nam, Tài Thần hướng chính tây. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất. Tử vi thứ bảy ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới cho thấy người tuổi Tý gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, thân Tý Thìn trợ mệnh, báo hiệu người tuổi Tý trong hôm nay có thể gặp được quý nhân dẫn bước. Chuyện làm ăn kinh doanh của bản mệnh nhờ vậy khá thuận lợi, bạn sẽ có được những cơ hội phát triển mới, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng vọt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thương quan nên cuộc sống của những chú chuột bỗng chốc trở nên quá bận rộn khiến bạn đánh mất nhiều thứ quan trọng, trong đó có cả tình cảm gia đình. Chuyên tâm làm ăn nhưng cũng đừng quên quan tâm đến tổ ấm của mình bạn nhé. Ngày thủy thổ xung khắc cũng đe dọa tình cảm đôi lứa khiến hai bạn dễ xảy ra tranh cãi vì những vấn đề hết sức nhỏ nhặt. Đôi khi bạn cũng nên để ý đến cảm xúc của người ấy thay vì cố hơn thua cho bằng được, kẻo tổn thương gây ra sẽ khó mà chữa lành được. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim có thể gặp được quý nhân trợ mệnh. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, chuyện làm ăn thuận lợi, có cơ hội phát triển mới. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, dù bận rộn đến đâu cũng nên dành thời gian quan tâm đến gia đình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, đôi lứa dễ xảy ra tranh cãi do vấn đề chất chồng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, nên quan tâm đến cảm xúc đối phương trước khi phát ngôn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 36, số 89, số 07. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video.
Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày mới, cục diện ngũ hành Thìn Sửu tương phá là lời nhắc nhở người tuổi Sửu cần phải chú ý tới tính tương tác với mọi người trong hôm nay. Công việc khó bề suôn sẻ do các thành viên tranh cãi, bất đồng với nhau. Tập thể thiếu đoàn kết có thể kéo lùi bước tiến của tất cả mọi người. Bù lại, ngày có chính Ấn Độ mệnh sẽ là một ngày khá khả quan về mặt tài chính đối với con giáp này. Có thể một người bạn từng làm việc cùng trong quá khứ sẽ xuất hiện và mang theo lời mời hấp dẫn hoặc có ai đưa tới cơ hội đầu tư khá triển vọng cho bản mệnh. Ngày gặp thổ khí vượng, những chú trâu nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe, nhất là về đường ruột. Mệnh chủ thời gian này căng thẳng và áp lực, có thể sẽ mắc bệnh dạ dày, hãy lưu ý để đi thăm khám kịp thời khi có biểu hiện lạ. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, chú ý xây dựng tính tương tác với mọi người. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, bất đồng, tranh cãi khiến hiệu suất công việc giảm sút. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, tập thể mất đoàn kết kéo lùi bước tiến của các thành viên. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, tài chính khả quan, được người quen mang tới cơ hội hấp dẫn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, chú ý dưỡng sinh cho cơ thể, tránh làm việc căng thẳng. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 61, số 75, số 27. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Vận trình ngày mới cho thấy, được thiên tài nhập cục, đường tài lộc của tuổi Dần hôm nay cũng có nhiều tin vui khi mà tiền bạc ào ào đổ về túi. Con giáp này có thêm nghề tay trái để tăng thu nhập cho mình, tuy có chút vất vả nhưng thành quả nhận về khiến bạn hài lòng. Người làm kinh doanh có cơ hội phát triển quy mô làm ăn lớn hơn nữa, nếu bạn nắm bắt được cơ hội này thì chẳng lo không có tiền tiêu. Bản mệnh cần tỉnh táo và sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ phát tài. Ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm của những chú hổ vui thì ít mà buồn thì nhiều. Mâu thuẫn cứ kéo dần khoảng cách giữa cả hai ra xa nhau hơn. Dù bạn đã cố gắng hàn gắn rạn nứt nhưng nỗ lực từ một phía thì chỉ là vô ích. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, tài lộc nhiều tin vui, tiền đổ về túi ào ào. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, có thêm thu nhập từ nghề tay trái. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, người làm kinh doanh mở rộng được quy mô làm ăn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội phát tài khi nó đến. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, tình cảm vui thì ít, buồn thì nhiều. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 14, số 25, số 97. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: đen, vàng. Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi. Có thể bạn quan tâm. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Cục diện tương hại xuất hiện trong tử vi thứ 7 này của người tuổi Mão và đây là nguyên nhân khiến chuyện tình cảm của bản mệnh không mấy tốt đẹp. Bạn và đối phương gặp nhiều mâu thuẫn, ai cũng có chính kiến và không có ý định lắng nghe người khác. Đây sẽ là lý do giết chết tình yêu của hai bạn. Hôm nay có chính tài xuất hiện, đây là có điềm lành đang tới, lúc này rất thích hợp để những chú mèo đầu tư hay kinh doanh. Nếu có ý định mở rộng khoản thu nhập hàng tháng của mình, bạn có thể lên ý tưởng ngay từ bây giờ. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh đừng quên chăm sóc cơ thể mình vì sức khỏe chính là tài sản vô giá. Chỉ khi có một sức khỏe tốt, bạn mới có thể thoải mái theo đuổi những thứ mình thích. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy,
Tình duyên không được như ý do mâu thuẫn án ngữ. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, tình yêu muốn lâu bền cần loại bỏ cái tôi cá nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, hôm nay là ngày thích hợp để đầu tư, kinh doanh. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, có thể lên kế hoạch cải thiện thu nhập càng sớm càng tốt. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, đừng quên chăm sóc sức khỏe để thoải mái theo đuổi mục tiêu. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 93, số 04, số 76. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Ngày mới gặp cục diện, Thìn tự hình gây ra những nỗi bất an không tên trong lòng con giáp này. Nếu lo sợ vì những điều sắp xảy ra thì tốt hơn hết bạn nên tìm cách xử trí từ bây giờ, còn nếu tiếp tục không hành động gì bạn càng căng thẳng và mệt mỏi thêm mà thôi. Thiên ấn xuất hiện như tiếp thêm sức mạnh để những chú rồng giải quyết dứt điểm những rắc rối hiện tại, khó khăn đến đâu rồi cũng sẽ được khắc phục ổn thỏa. Bản mệnh thậm chí còn nhân cơ hội này để thể hiện năng lực của mình với mọi người nữa. May mắn, vào những lúc hoang mang như hiện tại, bạn luôn nhận được sự quan tâm và động viên kịp thời nửa kia. Bạn thầm cảm ơn định mệnh sắp đặt để hai bạn có thể gặp được nhau và bên nhau đến giờ. Dù còn nhiều thử thách phía trước nhưng bạn tin tình yêu của mình đủ lớn để cả hai quyết tâm vượt qua tất cả. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, mệt mỏi vì những nỗi bất an không tên trong lòng. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, nên tìm cách xử trí vấn đề càng sớm càng tốt. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, có động lực giải quyết rắc rối, khó khăn hiện tại. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, có cơ hội thể hiện năng lực xuất chúng của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, tình cảm bền vững nhờ cả hai luôn ở bên người kia trong những lúc khó khăn nhất. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 55, số 15, số 07. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tỵ gặp thiên quan xuất hiện trong vận trình, kéo theo họa tiểu nhân quấy phá, công việc vì thế mà cũng dễ gặp phải rủi ro hơn. Bản mệnh cần phải lưu ý hơn trong những mối quan hệ nơi công sở, là bạn hay thù chẳng thể biết trước được. Đúng là ban đầu kẻ tiểu nhân kia chẳng hề có ý xấu với bạn, nhưng khi nhìn thấy những gì bạn đang có thì lại sinh lòng đố kỵ, ganh ghét mà muốn cướp lấy. Nếu cứ tiếp tục cả tin như vậy, bạn có thể tự tay đổ công sức vất vả bấy lâu của mình xuống sông xuống biển. Hỏa sinh thổ, tình cảm giữa bản mệnh và người ấy càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Đôi khi cũng nảy sinh tranh cãi, nhưng sau những lần đấy, hai người lại hiểu và yêu nhau nhiều hơn, tình cảm thậm chí càng thêm nồng nàn. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, đề phòng tiểu nhân quấy phá, dẫn đến rủi ro. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, lưu ý những mối quan hệ trốn công sở. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, có thể vứt bỏ mọi nỗ lực vất vả chỉ vì cả tin. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, tình cảm đôi lứa bền vững, khăng khít sau sóng gió. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, thành công của bạn có thể khiến người khác đố kỵ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 34, số 85, số 67. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Vâng,
Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Hôm nay, người tuổi Ngọ có chính quan trợ mệnh nên sẽ đón nhận một ngày với công việc suôn sẻ, không có nhiều điều cần phải lo lắng. Bản mệnh chỉ cần làm theo đúng kế hoạch đề ra là có thể thu được thành quả như mong đợi. Tinh thần trách nhiệm cao là điều mà con giáp này được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao. Bản mệnh cần cố gắng phát huy để giành được nhiều thành công hơn nữa. Hãy tạo thêm động lực làm việc cho chính mình. Có như vậy, con đường thăng tiến của bạn sẽ ngày càng rộng mở. Ngũ hành tương sinh giúp vận đào hoa của những chú ngựa thêm phần khởi sắc. Người độc thân có thể được ai đó để mắt đến. Tính cách đặc biệt của con giáp này khiến cho đối phương không khỏi rung động. Tuy nhiên, tình yêu cần đến từ hai phía, quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay bạn. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim. Công việc tiến triển thuận lợi, không có gì phải lo lắng. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy. Chỉ cần làm theo kế hoạch đề ra là có thể thu lợi như mong đợi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa. Được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao với tinh thần trách nhiệm. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ. Cần tự tạo thêm động lực làm việc cho mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh mộc. Vận đào hoa khởi sắc, người độc thân được để ý. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn: số 45, số 58, số 64. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: cam, hồng. Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Xem tử vi cho thấy, nhờ có chính ấn nâng đỡ, sự nghiệp hôm nay của người tuổi Mùi không có nhiều trở ngại. Thậm chí, bạn sẽ tìm được đồng minh đắc lực, cùng chung chí hướng nên cả hai đồng lòng giải quyết mọi việc rất nhanh chóng. Thời điểm này, cơ hội thăng tiến của bản mệnh khá tốt. Chỉ cần những chú dê làm tốt việc của mình một cách tốt nhất là có thể có được những cơ hội đảm nhiệm trọng trách lớn lao mà cấp trên tin tưởng giao cho bạn. Thổ khí vượng, sức khỏe của tuổi Mùi hôm nay dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố ngũ hành. Cần chú trọng tới chuyện ăn uống, đừng bỏ bữa hay ăn uống không hợp vệ sinh mà gia tăng sức ép cho đường tiêu hóa và dạ dày. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh kim. Sự nghiệp thuận lợi, không có điều gì cần lo lắng. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy. Tìm được đồng minh đắc lực, cùng chung chí hướng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh hỏa. Cơ hội thăng tiến ngày càng rõ ràng nếu tiếp tục phát huy năng lực. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh thổ. Có cơ hội đảm nhiệm trọng trách lớn lao của cấp trên. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh mộc. Sức khỏe bị ảnh hưởng xấu nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn: số 27, số 96, số 11. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, cam. Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Người tuổi Thân được cục diện ngũ hành tam hợp, Thân Tý Thìn trợ mệnh, mang tới vận quý nhân giúp vận trình của người tuổi Thân trong thứ 7 này vô cùng sáng sủa. Chẳng những công việc suôn sẻ mà tình duyên còn thắm sắc giúp con giáp này giữ được tâm trạng hân hoan suốt cả ngày dài. Bạn ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong tập thể. Nếu tiếp tục giữ được phong độ hiện tại, chẳng mấy mà bạn sẽ được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của bản thân. Thổ sinh kim, chuyện tình cảm đôi lứa, vợ chồng chẳng gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí dù công việc hai bên đều rất bận rộn nhưng cả hai vẫn chẳng hề quên trao nhau những câu nói ngọt ngào, lãng mạn và cả sự quan tâm kịp thời. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh thủy.
quý nhân tới giúp vận trình vô cùng sáng sủa. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, thể hiện được vai trò quan trọng trong tập thể. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, có thể được cất nhắc lên vị trí phù hợp nếu giữ được phong độ hiện tại. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, tình cảm suôn sẻ, không gặp bất cứ trở ngại nào. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, dù bận rộn nhưng vẫn không quên quan tâm tới nửa kia. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 16, số 56, số 98. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, vàng. Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Tuổi Dậu trong hôm nay đang có những dấu hiệu khởi sắc trong vận trình khi gặp được nhiều may mắn nhờ quý nhân lục hợp mang tới, đặc biệt là đào hoa khởi vượng tới không ngờ. Sau thời gian chờ đợi bấy lâu thì con giáp này cũng gặp được nhân duyên của mình, tình yêu mở lối trái tim. Các cặp vợ chồng sẽ có những giây phút hạnh phúc thăng hoa bên nhau. Cuộc sống hôn nhân với nhiều áp lực đời thường cũng không khiến cho tình cảm nhạt phai mà còn càng ngày càng trở nên bền chặt hơn nhờ sự sẻ chia của cả hai. Tuy nhiên, kiếp tài là điềm báo họa phá tài, mất tiền mất của có thể khiến những chú gà rơi vào cảnh khốn đốn. Lúc này, bạn tốt nhất không nên tham gia vào các khẩu quyết. Dự án đầu tư có phần mạo hiểm mà hãy để dành cho những cơ hội có tính an toàn, chắc chắn hơn. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, quý nhân mang tới vận đào hoa thắm sắc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, gặp được nhân duyên định mệnh sau thời gian dài tìm kiếm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, vợ chồng hạnh phúc, gia đạo ấm êm nhờ sự sẻ chia. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, có điểm báo phá tài, mất tiền mất của. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, không nên tham gia vào các dự án đầu tư mạo hiểm. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 30, số 85, số 17. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: bạc, vàng. Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang ngày mới, xem tử vi cho thấy cục diện Thìn Tuất tương xung là lời cảnh báo người tuổi Tuất chớ nên vướng vào các cuộc tranh cãi, xích mích trong hôm nay kẻo bạn có thể gặp rắc rối không nhỏ. Càng là người xa lạ thì bạn lại càng phải cố giữ hòa khí để hạn chế tối đa rủi ro cho bản thân vì họa vạ miệng. Dù có gặp phải chuyện bực dọc, con giáp này cũng cần phải trút giận đúng người đúng tội. Chớ nên mang những cảm xúc nóng nảy tiêu cực về nhà rồi trút lên đầu nửa kia, có thể bạn đang tự tay phá hủy hạnh phúc của mình đấy. Trong công việc, con giáp này cần thêm sự quyết đoán và hành động dứt khoát hơn, đừng để những nỗi sợ về những chuyện chưa xảy đến cản đường của bạn. Nhất là khi đang có sẵn thiên ấn ở bên, không hành động lúc này, bạn sẽ phải hối tiếc khi cơ hội qua đi đấy. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, chớ nên vướng vào các cuộc tranh cãi, xích mích kẻo gặp rắc rối lớn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, cố gắng giữ hòa khí trong mọi hoàn cảnh để không gặp họa vạ miệng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, có thể phá hủy hạnh phúc khi trút giận lên sai người. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, cần thêm sự quyết đoán và hành động dứt khoát. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, cơ hội chẳng chờ một ai, đừng bỏ lỡ vì mải do dự. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 83, số 25, số 97. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, nâu. Quý nhân phù trợ: Thân, Dần, Ngọ. Vâng,
Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Thực thần xuất hiện trong vận trình, dự báo con giáp tuổi Hợi sẽ truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Bạn chính là một người chuyển động, khám phá, người khuấy động không khí và đem lại những phút đầy hào hứng cho tập thể đấy. Thực thần còn mang tới cơ hội kiếm tiền bất ngờ cho người tuổi Hợi, thậm chí bạn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì tiền đã đổ về túi. Con giáp này biết cách tận dụng lợi thế mình đang có để đạt được những cơ hội tài lộc nhiều người ngưỡng mộ. Không phải ai cũng có sẵn may mắn này nên hãy tranh thủ tính đến các kế hoạch đầu tư dài hạn trong tương lai để duy trì nguồn lợi nhuận cho bản thân nhé. Trái ngược với những may mắn về tiền bạc, chuyện tình cảm của con giáp này lại khá gập ghềnh do ảnh hưởng của ngũ hành thổ khắc thủy. Vợ chồng thiếu sự chia sẻ, cảm thông nên dễ hiểu lầm về công việc của nhau. Tình yêu của đôi lứa chưa đủ lớn nên dễ để những yếu tố ngoại cảnh làm rạn nứt mối quan hệ tình cảm này. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, có cơ hội kiếm tiền bất ngờ, tiền đổ ào ào về túi. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, biết tận dụng lợi thế để đạt được cơ hội tài lộc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, nên tính tới các kế hoạch đầu tư dài hạn để duy trì nguồn lợi nhuận. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, tình cảm gập ghềnh do thiếu sự sẻ chia và thông cảm. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, tình yêu đôi lứa chưa đủ lớn, dễ bị yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 65, số 37, số 95. Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, bạc. Quý nhân phù trợ: Ý, Sửu, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.